lại là tung của. Netizen xứ tỷ dân nhất quyết không tin rằng đây là học sinh Việt Nam. Đây là những hình ảnh được ghi lại ở các cổng trường khi những bạn học sinh Việt Nam tan học. Có thể thấy trong các khung hình, học sinh Việt Nam đều thể hiện những bộ đồng phục vô cùng đẹp. Có thể là tà áo dài trắng truyền thống thiết tha, cũng có thể là những mẫu áo len cardigan ở một số vùng lạnh, hoặc đơn giản là áo khoác đồng phục vào mùa đông. Tuy nhiên, khi những hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội Trung Quốc, thì netizen xứ Trung lại tỏ ra vô cùng bất ngờ. Bên cạnh một số bình luận trầm trồ khen ngợi về phong cách đồng phục và vẻ đẹp của các thanh thiếu niên nước ta, thì nhiều người Trung Quốc lại khẳng định đây không phải là Việt Nam. Ví dụ như... Thời tiết ở Việt Nam quanh năm đều rất nóng nực, có cần mặc nhiều quần áo như vậy không? Ủa ông anh ơi, vậy chắc ông anh chưa từng đến Đà Lạt hay miền Bắc Việt Nam rồi. Thực ra tôi thấy đồng phục học sinh không cần quá đẹp, miễn là mặc thoải mái, thuận tiện cho việc vận động là được. Nếu đẹp quá thì e rằng sẽ trở thành phô trương, ảnh hưởng xấu đến trẻ em. Tám tôi thấy đẹp giản dị mà phù hợp mà nhở, ai đồng quan điểm không ạ? Bạn xem lại video gốc xem có phải video của Việt Nam không? Đã sử dụng video của người Trung Quốc rồi còn gọi đó là học sinh Việt Nam à? Thôi thôi, đến đây thì tôi cũng chịu á. Cái gì đẹp, cái gì tốt cũng nhận là của mình. Còn mỗi con virus thì mãi không chịu nhận. Ôi trời ơi! Nhầm rồi, người Việt Nam không phải thế này đâu. Người Nam Việt toàn dòng máu Âu Mỹ. Người đăng bài này thật dối trá. Ơ, cho bạn ý là Mỹ Tho với cả Mỹ Đình phải khu mạ? Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV. Like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày. Bạn nhé!